ơi, chịu nổi cái nồi chè này không? Không chịu nổi thì lại ghé đây ăn chung với hai mẹ con em nha. Trải luôn. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Sáng nay mình kêu Tiên ra đi ghe chung với mình, đặng đi chặt dừa nước, đặng nấu chè. Mình không có dám đi mình, tại vì mình coi phong thủy từ ngày 15 tới ngày 25 là mình có nạn sông nước nha. Mình ghê lắm, mình phải đi chung với Tiên, đừng có gì nó dớt mình lên mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử cái bồn dừa nước này nha. Thôi thôi, già rồi. Mày già quá các bạn ơi. Cút gà trời nắng nó ngộ ghê luôn Tiên. Màu mình nhìn cái nó vậy chứ nó già rồi. Còn cái sơ nào mà nó nhìn nó già thì nó lại non. Trong này hai bồn, không biết bồn này có được hay không nha. Chắc ngon á. Bồn này chắc được quá Tiên ơi. Ui, non xèo hả chưa? Trời ơi, non xèo, trong kia chắc cũng vậy quá. Get go. Tới rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ lại đây mình chặt thử coi có hay không nha. Rút gà á, vừa nước rất là nhiều luôn. Mà mình không chặt thì nó già không à. Mới chèo một xíu mặt đỏ như đít khỉ. Trời ơi, thấy hai bồn này chắc mình nghỉ non quá ta. Luôn đó, trời ơi. Ta mới nhú bà con không thà là có mấy trái đâu. Già ơi. Già non. Trời ơi. Non xèo mà nhìn nó đúng già luôn ha. Bồn này là cũng non, non dữ. Thúi quá. À? Đi. Gì thúi dữ ta? Đi. Gì dữ vậy? Trời ơi. Đừng có hỏi gì vậy, gì dữ vậy? Rồi sao qua được? Vậy thôi chèo gì? Chèo gì hả? Coi buồn nữa. Nó chú quá. Nó như vậy. Giọt đi còn đứng cái gì thúi dữ vậy? À. Ngồi đó kiếm. Trời ơi, trời. Ối luôn chứ. Ối cái lì luôn. Coi Tiên nè mấy bạn. Trời ơi, đụng ơi kìa, coi vậy rồi gãy mũi. Tiên địch hay vậy mấy bạn ơi. Trời ơi. Chắc bơi ngược lại kia quá, đằng đó có cái gì nó húi quá. Lẹ đi một chút nước gầm xuống ha. Nó xuống trời tới ơi, dưới. Nó mà hối nặng chết luôn nè. Nó trôi xuống rồi cho hửi nữa. Nè bơi đi. Nè bơi đi. Thôi tay về bơi gì. Không bơi, im đấy người ta bơi. Bơi im lại. Em mà bơi đó, lòi cái inox ra là về mẹ hỏi tội chị ba đó. Giúp cho này coi có gì không. Thôi bà nội ơi đừng có đụng nữa bà nội ơi. Giúp vô mình Tiên luôn. Mẹ thúi một cái ói luôn. Chúng tao thấy con cá chết tha có cái bộ lòng gà chết thì dít cho mặt mày. Ừ. Dít vô đi. Rồi cái nạn mà 15 tới 25 nó xảy ra thiệt gán chịu à. À nguy hiểm quá. Quên quên phải kiềm chế. Giữ gìn mạng sống để kiếm tiền các bạn ơi. Dừa. Dừa ăn. Thấy sơ già đó. Chứ dừa gì. Dừa ơi. Hèn gì chứ ghê lắm không một phải. Dừa ơi. Cũng dừa ăn á. Nói già cái gì. Ở giờ biết vậy. Thấy chưa. Già rồi. Vậy mà già. Nè ăn thử đi.
Cái vậy mà da? Nó cứng ngắt rồi nè. Trời ơi, đám em xeo vậy da? Nó lên cứng ngắt rồi cha ơi. Vậy mà cứng mới chịu à. Rửa ra cho coi là đó, nó mỏng, nó trong trong vậy là ăn ngon lắm á. Nè ăn không? Ăn đi. Cứng ngắt rồi già. Ăn nó rớt hàm răng người ta ra hả? Nó chặt sao rồi trời. Đè nó xuống. Đó. Quay cái đít cho mấy bạn coi, không gặp bả mập đít bự rồi nè mấy bạn. Dao mát đó, từ rồi xong. Mấy bạn hỏi anh Tiên đâu, anh Tiên đâu, bữa nay nó xuất hiện rồi đó, mấy bạn thấy ghê chưa? Đi lẹ thôi, để cái gì nó xuống tới. Ừ. Hư rồi, gãy rồi. Sao không chèo luôn dưới, chèo lên đi, chèo đâu dưới rồi. Không được. Chèo vòng vòng, chóng mặt luôn. Những người mới biết bơi ghe hơn bơi vòng tròn. Xuống đây mà không có nữa là thôi nha. Bơi xa quá chút bơi về không nổi. Bơi muốn ra tới sông lớn luôn rồi đó cả nhà ơi. Á à? Á à? Bà này khói mãn. Bơi này bơi té đạch tẹt. Bị da bơi bị da xì hơi. Nên hỏi về bước lên cái đầu không được ơi. Ê đó già khàn ơi. Ôi, nhìn vậy hả già ha? Dạ không? Thấy dạ. Thấy ngon vậy? Hả? Thấy được á. Dễ gì? Dễ gì ngon? Nhìn vậy là nó già rồi, cái sơ nó già khàn rồi nè. Thấy không? Ngon á, ăn đi. Nè ăn đi cho bổ răng nè. Tiên ngon thôi. Ăn đi cưng. Buồn cho mới chắc được á. Mục rồi đó, ngồi đó đi. Đinh xong á, từ từ nha. Nói nó mục rồi đó. Đơn con chặt dừa nước chứ con đâu có làm gì đâu. Ai vậy? Nói đại vậy đó, mình không thấy ai mình cũng nói được. Phá làng phải sớm đó. Đi phá làng phải sớm đó. Rồi, ong hay bụi vậy? À, chết gì vậy em ơi? Ôi, cái gì vậy trời? Kìa, chó kìa. Ôi, ôi. Trời ơi. Ôi, má ơi. Giật mình hú hồn chi mén người ta lại. Ê rồi đó. Ê rồi liều dữ trời. Cái gì vậy? Đỡ không? Tẹt. Bong kìa ảnh chảnh nè. Về về phóng xuống về nó đi trên bờ, mình đi dưới sông, chỗ nào mà cần qua lộ qua sông á thì nó mới xuống lội.
chứ không khôn lắm, lội dưới mất sức. Bữa lội ra ngoài sông lớn là luôn ha, ghê ha. Còn bữa nào ở trên bờ có chó đâu dám lên, lội xong hắn luôn. Khôn lắm, biết chừng nào tìm được cái chó khôn như vậy. Lên bờ rồi đây cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ chặt nha. Chết cha và thằng vậy. Được, được, cứ cái mấy trái dưới được, hiểu không? Biết đâu. Chứ chiều ghe muốn ỉa trong quần rồi bắt chèo đi nữa. Quần luôn mà giờ kêu đi bắt chặt dừa khác là thôi nha. Không à, nghỉ chơi à. Để chút xíu nước rồng á, cái cản rác đó nó ra đi. Rồi á, muốn chèo đi, chặt ở trên kia thì đi. Chứ hồi nãy ở đó dám có con gà hoặc con heo chết đó, nó mới thúi vậy đó cả nhà. Nè, chặt ra là ngon lành luôn nè Tiên. Bây giờ như vậy là ngon rồi. Nè, bây giờ lấy thao ra là chặt thôi. Trời ơi, xịn luôn ha. Nè, ăn miếng đi cho ngọt ngay. Thôi không ăn đâu. Nè, nóng cơ thể nóng lắm mà ăn, thôi không ăn đâu. Ăn miếng nè. Ăn cho mát. Không. Hoàn toàn. Ăn đi. Chấm vô vậy. Ăn vậy là nấu chè vừa luôn. Không ưởng công sức hai chị em mình đi từ hồi sáng tới giờ luôn á. Coi mặt mày kìa trời, 30 tuổi rồi coi mặt mày kìa trời ơi. Mình sẽ đi nạo ra nha. Ừ. Rồi chút xíu nữa mình sẽ nấu chè rồi quay cho cả nhà xem. Ừ. Vô cái thau với cái muỗng nha chị. Ừ. Ừ. Quá ngọt quá không? Có ai tin 30 tuổi rồi không? Nhìn như 16 rồi. 30 chưa phải là Tết mà. Chứ nhiều mới Tết. Hả? Năm sau 29 Tết rồi. Năm sau là 29 là Tết à? 30 chưa phải Tết. Năm sau đâu có 30. Ừ, năm sau 29 Tết rồi. Năm sau 29 là Tết à? 30 là mùng 1 luôn rồi. Đi lấy cái thao với cái muỗng ra đây. Ừ. Nhanh lên. Ừ. Trời ơi. Nè đầu nè. Cứng nè. Ra kêu cứng đầu. Rồi úp luôn. Cái gì hả? Miếng mỏng ba ăn mẹ rồi. Thằng chó Tiên mấy bạn ơi, nó kêu chặt buồn này luôn đi. Buồn này chặt đầu tiên mà trời. Thằng chó Tiên á mấy bạn ơi. Thôi kệ đi. Hiểu không? Tiếng khùng mệt quá mấy bạn ơi. Đi lấy cái thao. Mà chè là phải thái mỏng mới ngon. Để nguyên thạch ăn dở. Để nguyên miếng ăn ngon mẹ ơi. Không ngon. Thái mỏng ra nó thấm đều vô. Giống như dày nhiều là mới ngon nè. Ồ ồ. Vừa vừa vậy thôi nha. Xịn sò con bọt cười la luôn. Ghê chà. Tập vô gốc vừa. Cho vừa gớt xuống đầu hả chi? Quá khôn rồi. Có cái lỗ sẵn đâu. Lỗ đâu rồi? Ủa cái buồn này đâu có lỗ. Dầu già thằng nghe trời. Chết mẹ hư rồi. Già quá rồi. Già quá. Được nha. Già quá rồi. Ơi chết mẹ ngon rồi. Nè. Dừa luôn. Ngon luôn. Ngon. Ngon không? Ngon rồi á. Cái mật nó ngọt nha. Ngon rồi đó. Nè nhìn cái sơ này với cái sơ này có khác gì mấy không? Có. Có hả? Lên coi nè. Không lên bờ là làm gì có được bùn vừa ngon. Ngon chưa? Ghê trời, có mật dữ à. Này ngon mà ăn. Đây. Ngay luôn. Ủa miệng hấp luôn. Ôi.
ngon ghê. Mời mọi người. Không à. Vô. Nhấm nháp cho người ta hẹn chơi. Hello cả nhà yêu. Bây giờ á mình sẽ tróc dừa khô nha. Mẹ mình nói tróc một trái thôi, tróc nhiều quá thì béo quá, mà thôi nấu dừa dừa thôi nha cả nhà. Chưa bao giờ mà mình thấy tróc dừa khô đối với mình nó dễ dàng như vậy á mấy bạn. Xong. Trái này nó dễ chóc ha. Hồi nó muốn lên mọng luôn rồi, nó chế rồi. Nhiều khi á mình với mẹ mình nói làm trái hai ăn trái vậy á, cái nhiều khi cái hôi trái nó đi, nó béo nó mới ngon rồi. Wow, mọng dừa có chút xíu thì siêu à. Nè, cái mọng dừa có chút xíu thì siêu à. Nó ngọt ghê luôn nha. Cái gì mà càng nhỏ thì nó sẽ càng có vỏ. Một cái mọng dừa nữa là biết dễ gì có một trái dừa đúng không cả nhà? Đúng vậy, mới chóc thêm một trái dừa nữa cho nên đã có cái mọng to nè. Mời cả nhà nha. Mọng dừa ăn cỡ này nó mới ngon. Xốp xốp ngọt ngọt. Thơm thơm béo béo. Quá ngon luôn. Quá đã cả nhà ơi, ngon lắm luôn á. Nó ngọt nha. Nó béo, nó nhiều nước nữa. Xong rồi đây, anh bắt cây ghé đi ngóng trông em về. Qua bao mùa xuân em mới có chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng. Sao bây giờ đây em tươi quá trời vậy ta? Anh như qua hậu em tươi mấy cậu để đón anh. Đi chơi con đi xa nốt trên bờ đê nè. Tình nghèo mình có đời nghèo mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì khó qua để đó em lo. Cả những gì có trong tủ lạnh: bột bán, bột khoai, hổ tài, đậu xanh, dừa nước mới chặt hồi sáng, dừa mới nạo xong. Mình dắt cái tô này là nước cốt nhất nha, lát gần chín rồi mình mới đổ vô là xong. Còn hết nước này vô. Nước cũng là ít nè. Như vô lấy đường muối rồi sẵn sàng ra đây đây. Muối đây. Chút mình lấy cái nồi này mình nấu luôn đúng không à? Nhớ bắt nồi cho cốt dừa lên. Bỏ vô tí xíu muối. Cái xà đặt lại giữ nè. Bắt nở nứt nồi. Tiến rồi, bỏ vô vậy chứ sôi lên chút xíu rồi chín à. Rồi tới bột khoai bỏ vô luôn. Chè đậu xanh, nước cốt dừa, thập cẩm. Điều đợt này không nấu khoai lang, nấu dừa nước. Đậu xanh, bột bán, bột khoai, thổ tai,
Để nó sơ đi. Chút xíu đi, bỏ về nước với thấu tay vô và uống miếng nước xăm vô cho mát coi. Rồi Như uống miếng Như. Tết thì uống nước ngọt rồi bao bữa Tết các bạn. Cái qua viên này nấu xăm uống cho giải nhiệt các bạn ơi. Không thể nào uống nước ngọt hoài được. Uống cho mát dịu con người lại cho nha. Cho mát thân thể giải nhiệt đồ ra. Với mùa hè này nóng nực lắm. Qua Tết này nắng nóng khủng hoảng luôn. Sao không thấy mưa cho mát ta? Chắc cũng ra sắm cũng có ngày cũng phải mưa một hai đám. Quá trời nắng luôn gì mà nó nhức đầu tưng 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 tưng. Ủa thay ga mới hả? Ga mới đó. Mới có chừng 5 phút là em thấy nè cả nhà dòm nè. Cái bột bán thì nó vẫn chưa trong nhưng mà cái bột phai thì nó muốn chín rồi cả nhà thấy không? Để nó bột bán nó hơi trong trong là em sẽ cho dừa nước vô nha. Yêu cho phổ tay vô luôn. Đường vô nha. Nãy giờ mình bị hết ga, mình phải chạy về trên nhà kia nấu đó cả nhà. Bây giờ mình mới xuống lại chòi nè. Ơi chịu nổi cái nồi chè này không? Không chịu nổi thì lại ghé đi ăn chung với hai mẹ con em nha. Thánh thần trời đất ơi luôn á. Thánh thần trời đất ơi luôn á. Quá trời ngon rồi mèn đét ơi. Dừa nước nè, hú gì mà chịu nổi nha. Coi chịu đời nổi không? Coi chịu đời dừa nước nổi không? Hôm nay mùa nắng đi chặt dừa nước này khá là cực luôn. Nhưng mà không sao, được thành quả như vậy cũng rất là ưng ý nha. Ngon mà ai ngờ nhìn cái là thấy thèm không tưởng luôn. Tưởng đâu nó không chín cái này cái kia, ai ngờ nó chín đều hết trơn. Chào cả nhà, các bạn con cháu. Trong nước mà nước hôm nay cô với Như rầm nấu xong cái nồi chè tàu thân rồi nè. Mời các bạn con cháu thưởng thức với cô với Như nha. Hai cái bông giấy nữa trời. Mời cả nhà cùng ăn chè dừa nước nha. Tính nấu cuốn dầm mà ai ngờ không kịp luôn. Bây giờ nấu ăn luôn cả nhà ơi. Mẹ mình cúng bánh rồi. Bây giờ mình sẽ ăn chè nha cả nhà. Chè này á, là nấu bằng cả tâm huyết luôn. Mình với Tiên đi kiếm dừa nước rất là cực khổ đó. Con mời mẹ ăn nha. Dừa nước ở nhà nhiều lắm mà già hết trơn các bạn. Không ăn gì. Coi miếng dừa nước nè. Mời các bạn nha. Thơm quá. Bạn con cháu nha. Chè đậu xanh nước cốt dừa. Nước cốt dừa, dừa nước. Chỗ cái hộp đậu xanh nó không chín. Mà ai ngờ nó chín rồi. Ngon quá mẹ ha. Dừa nước mềm. Cái bùn dừa nước này xuất sắc hả mẹ? Dừa ăn. Đây cả nhà ơi, mời cả nhà ăn một miếng dừa nước nha. Ta nói nó ngon nhất cái nách luôn á cả nhà. Còn mời cả nhà ăn một miếng dừa nước này mềm nè, dễ ăn mà ngon. Mời cả nhà nha. 2, 3, vô. 3, vô. 2, 2 3, 3, ăn. Dừa nước mềm không? Ngon. Ngon quá. Dừa nước mềm, nước cốt dừa béo. Đậu xanh thì còn nguyên hộp, ăn vô thì nó bùi bùi. Có thêm cái cọng hổ tai với lại cái cọng bột khoai thì nó rung rinh rủng rỉnh như này, dẻo dẻo dai dai. Ngon quá.
lâu lắm mới ăn được cái chén chè ngon dữ vậy ta. Ngon không mẹ? Nè vừa nước nè, ngon ghê không? Trong như là thủy tinh vậy. Mùa nắng thì nhìn khó đoán được cái trái dừa nước nào già non á. Nhìn nó già thì cứ chặt ra nó non. Rồi nhìn nó non thì cứ chặt ra cái nó già, không hiểu luôn. Ăn trúng mấy cái cọng mà cái xanh xanh này kêu là hẩu tai á. Nó giòn sừng sực luôn. Ăn chén chè này vừa mát nè, vừa béo nè, mà vừa đã nữa. Vừa lên ký nữa. Mà nó vừa lên ký nữa. Bình thường nấu dừa nước mềm cả vậy ngon ha. Con hay nấu còn cái hộp đậu xanh như vậy nó đẹp hơn. Đúng không? Như chè bưởi vậy. Chè bưởi người ta nấu còn nguyên hộp luôn á, không có bể nha. Đâu ăn chè bưởi rồi á. Mốt mua chè bưởi cho ăn. Không ăn chè bưởi đâu biết. Nhớ hồi lâu Hiến Di có nấu chè bưởi mà mẹ không ăn hả? Nấu nhà chòi mình á. Bán thêm như chén chè nữa các bạn ơi. Về yeah, đậu xanh nước cốt dừa đây. Nửa chén hay sao? Nửa chén thôi. Nó còn nóng ăn ngon á ha mẹ. Nóng quá. Thổi ăn từ. Chè mình nấu một lần rồi mình ăn một lần này là thôi, còn để trong tủ lạnh là bữa nào mình thèm dữ lắm mình mới ăn á cả nhà. Tại mình nấu rồi mình làm rồi mình ăn cái mình thấy nó ngon quá, nó đã rồi. Bây giờ mình nấu nồi chè này là nhỏ đó, chứ mọi người thấy hồi xưa mình đi chặt vườn nước mình nấu cái nồi chè hết chứ. Mình nấu dám 8 làng 5 xã 5 gian ăn còn không hết luôn á. Hồi xưa mình với mẹ nấu cái nồi chè tao nói khổng lồ giống như là đại đám cưới đám giỗ gì vậy á, phải không mẹ? Giờ nấu nồi nhỏ chứ hồi xưa cô nấu cô cho giáp làng giáp xóm. Cái này có mới có giáp xã à, chứ hồi xưa là giáp huyện luôn. Nấu gì chứ cho vòng vòng trộm sớm chứ đâu giáp làng giáp xóm. Mẹ ơi mai mốt mà ví dụ như 2-3 ngày mình nấu món ăn, cái 2-3 ngày mình nấu chè, nấu gì, nấu bánh ăn giặt rồi vậy mẹ. Thay đổi. Mẹ còn video hai cái bắp chuối nữa kìa. Để làm gỏi hoa chuối. Rồi làm lẩu chao vịt rồi gì tung tung. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ tạm dừng video ở đây cả nhà ơi. Bạn yêu thương cô Như hãy đăng ký like cho cô Như like có động lực làm nhiều video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye.